Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vụ án xảy ra tại một vùng quê hẻo lánh ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Câu chuyện này đã khiến rất nhiều người phải suy ngẫm. Tai họa không phải tự nhiên mà có, mà nó lại xuất phát từ những quyết định sai trái của mình. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 23 tháng 7 năm 2005, tại Cục Cảnh sát thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, các thành viên trong đội hình sự đang bận rộn sắp xếp lại các vụ án chưa được phá thì nhận được tin trong thôn Lục Ninh có án mạng. Lục Ninh là một thôn nhỏ trực thuộc thành phố Tửu Tuyền. Bình thường thì chỉ hay xảy ra những vụ ẩu đả nhỏ, hiếm khi có án giết người. Thế nhưng lần này lại phát hiện ra một nhà ba người đều chết hết nên mới gọi điện lên Cục Cảnh sát thành phố nhờ người giúp đỡ. Cảnh sát thành phố nghe tin nhanh chóng di chuyển đến thôn nơi có hiện trường án mạng. Người được cử đi lần này là cảnh sát Tống, cảnh sát Quách và pháp y Bành. Nhà phát sinh ra án mạng là ở vị trí đầu thôn, nằm ở hướng Tây nhằm hướng Đông, cách mấy gian nhà dân khác khoảng chục mét. Chỗ này phía trước là đường, mặt sau chính là mấy ngọn núi. Gần nhất là một ngọn núi không tính là quá cao mà là một gò núi nhỏ khoảng 100 mét. Trên đỉnh núi bằng phẳng, chỉnh tề, ngôi nhà này xây có chút khí thế, tường vây cao 2 mét, xung quanh có tiểu viện, cửa sắt hai cánh rộng gần 3 mét, hiện tại đang khép hờ. Chính lúc này, ở trong cửa đi ra một vị cảnh sát thôn, thấy ba người thì bèn chạy thẳng tới. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, được biết rằng vị cảnh sát thôn này tên là Diêu Đại Hải. Nói chuyện xong, Diêu Đại Hải dẫn mọi người đến nơi phát hiện ra xác chết. Pháp y Bành mang cái bao tay hỏi, nghe nói lần này có 3 người chết là án diệt môn, tình huống như thế nào? Diêu Đại Hải trà sát tay, đem bọn họ dẫn tới cửa. Vụ án này nói đến kỳ lạ, người một nhà mà lại bị điện giật chết. Điện giật? Pháp y Bành dừng chân lại, các người xác nhận là mưu sát, không phải là loại sự cố dò dỉ điện hay sao? Những nhà tự xây thường bố trí đường điện không đúng tiêu chuẩn, thường hay có mầm họa ngầm. Sự cố điện giật thường phát sinh nhiều hơn vào mùa hạ, nguyên nhân chủ yếu là khoảng thời gian này mọi người mặc ít. Hơn nữa, khoảng thời gian này có dông tố nhiều hơn, mặt đất ẩm ướt, sự cách điện của các thiết bị điện trở nên hạ thấp. Liền đúng lúc là ngày mùa thời tiết, điện giật bất ngờ lúc đó có thể phát sinh. Diêu Đại Hải vừa nói chuyện chỉ vào một hướng trên cửa sắt. Mọi người định thần nhìn lại, nếu như không phải là Diêu Đại Hải chỉ, mọi người cơ hồ đều không phát hiện có một dây điện bị kéo tới, lúc này treo ở trên đỉnh cửa sắt. Vật này tất nhiên là không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, nhất định là có người cố ý kéo qua. Điện chúng tôi đã đóng lại, sợ phá hủy hiện trường, không dám đem dây điện lấy xuống. Diêu Đại Hải nói chuyện, kéo cửa ra. Mấy vị yên tâm, hiện trường được chúng tôi bảo vệ rất tốt. Tại khu nhà nhỏ, tối hôm qua trời mưa, tích lũy nước mưa vẫn chưa có bốc hơi hết. Ở trong sân úp sấp 3 bộ thi thể. Nhà này, nam chủ nhân họ Chu, tên là Chu Sở Quốc, người chết là ông ta. Còn có mẹ của ông ta Trần Thúy Hoa, vợ là Dương Lê. Sáng nay, có người nghe thấy nhà bọn họ có tiếng kêu thảm thiết. Đi tới nhìn một chút, phát hiện ra cửa mở hé, ở bên trong có người nằm, liền báo cảnh sát. Diêu Đại Hải một bên dẫn bọn họ vào cửa, một bên giới thiệu. Ở trong sân đã đứng 3 người, là một nam trung niên đeo kính, cầm hòm dụng cụ pháp y. Bên cạnh là một người mập mạp đang chụp hình, còn có một cảnh sát trẻ tuổi, nhìn thi thể sợ hãi, không dám đi về phía trước. Diêu Đại Hải giới thiệu, Lý Đức là pháp y của huyện đồn công an chúng tôi. Nhân viên kỹ thuật Tiểu Ngô, tiểu cảnh sát hình sự kia họ Mạnh, gọi cậu ta là Tiểu Mạnh là được rồi. Mọi người tiến đến gần 2 bộ thi thể, một nam một nữ trẻ. Xem tuổi tác, 2 người đại khái đều khoảng 30 tuổi. Chắc họ là vợ chồng Chu Sở Quốc cùng với Dương Lê. Hiện tại là gần mùa hè, 2 người mặc cũng không quá nhiều. 2 bộ thi thể này sắc mặt trắng bệch, hiện tượng co cứng thi thể đã được hình thành. Thi thể hiện đang ở trong tư thế cứng ngắc, khá là quái dị. Ở trên người nữ nhân, nút buộc áo tản ra. Một cái giày của Chu Sở Quốc rơi ở bên cạnh. Nam thi thể tay trái cùng với nữ thi tay phải chặt chẽ đan lại cùng nhau. Tại nam thi thể ở trên tay phải có một vết tích bị thiêu đốt cháy khét, rõ ràng cho thấy đây là chỗ bị điện giật. Pháp y Bành nhìn mấy lần, hơi nhíu lông mày. Các anh đã dịch chuyển qua 2 bộ thi thể này sao? Nghe câu hỏi của Pháp y Bành, Diêu Đại Hải giải thích. 3 người này lúc chúng tôi chạy đến đều đã chết, trong khi đó Chu Sở Quốc tay vẫn còn kéo ở trên chốt cửa, chúng tôi cúp điện.
Vì thế mà Thuận Lợi mở cửa, đem tay hắn kéo xuống. Nói khác một chút cũng không nhúc nhích. À đúng rồi, cái nút buộc ở trên người của Dương Lê kia không phải là chúng tôi cởi ra. Nút buộc kia hẳn là dãy giụa gây nên. Sau này gặp phải tình huống như vậy thì tốt nhất là không nên di chuyển, chờ chúng tôi tới rồi sau đó mới được xử lý tiếp. Pháp Y Bành nói chuyện, ngồi xổm người xuống, đại khái kiểm tra một chút hai bộ thi thể này. Anh nhìn một chút bộ nam thi thể kia, nhìn thấy lòng bàn tay có vết của dòng điện, liền cảm thụ một chút độ cứng của thi thể. Tử vong thời gian vào khoảng sáng sớm, từ 6 giờ cho đến 8 giờ. Cụ thể thì phải xem kết quả giải phẫu, nguyên nhân cái chết đều là bị điện giật. Nói xong, anh liền đứng dậy, đi tới bên trong. Bây giờ đã là giữa trưa, trải qua mặt trời chiếu, nước đọng ở trong sân đã vơi đi không ít. Thế nhưng, vệt nước vẫn còn, ở giữa sân vẫn còn một bãi nước đọng lớn. Ở bên trong là lão phụ nhân đã có tuổi nằm úp sấp. Đây là mẹ của Chu Sở Quốc, Trần Thúy Hoa. Pháp Y Bành đi tới, liền vén mái tóc buông xuống của bà lão lên, nhìn một chút khuôn mặt. Có thể là thời điểm ngã sấp xuống, đụng phải nền sân nên trên thái dương của bà lão có vết máu. Sắc mặt của bà xám trắng, đôi mắt nửa mở nửa khép. Bởi vì điện giật, ngón tay của bà co lại, như là móng vuốt của động vật khi căng thẳng, muốn bắt được cái gì đó. Hiện tại xác định là mưu sát, hung thủ đối với tình huống này hết sức quen thuộc, hẳn là người quen. Có thể bài trừ người ở bên ngoài gây án, các anh tốt nhất là cho người điều tra chạm xe lân cận, ngừa người bị tình nghi chạy trốn. Cảnh sát Tống nói, người ở trong thôn cũng phải để ý hướng đi. Sau đó, cảnh sát Tống tiếp tục hỏi Diêu Đại Hải, mấy người chết này, nghề nghiệp là gì? Diêu Đại Hải nói, Trần Thúy Hoa đã sớm nhàn rỗi ở nhà, Chu Sở Quốc là kế toán ở trong thôn này. Dương Lê thì luôn làm nghề nông, thuận tiện chăm sóc người trong nhà. Cảnh sát Tống gật gật đầu, vào phòng nhìn một vòng, Trần Thúy Hoa ở lầu 1, vợ chồng Chu Sở Quốc ở lầu 2. Người một nhà này hiển nhiên đối với vận rủi hoàn toàn không có phòng bị. Ở trong phòng bếp còn có cơm thừa chưa ăn xong. Từ bên ngoài xem, trong nhà này phòng ở xây không tồi. Lẽ ra nên là cuộc sống giàu có. Nhưng là chẳng biết vì sao ở trong nhà lại bố trí thập phần đơn sơ. Ở trên bàn đều là thức ăn chay, thoạt nhìn sinh hoạt túng quẫn. Trong phòng đồ vật không bị di chuyển, bên trong gian nhà cùng với cửa không có vết tích của người ngoài tiến vào. Hung thủ căn bản là không có tiến vào viện. Tiền để trên bàn ở trong nhà cũng không mất, không phải là vì tài. Tất cả mọi người quần áo coi như hoàn chỉnh, cũng không phải là vì sắc, có thể là vì thù hận. Hắn là muốn người một nhà này phải chết. Cảnh sát Tống vừa nói, vừa một bên tra xét hiện trường. Cảnh sát Quách gật gật đầu, vụ án này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, mà là hung thủ đã trải qua kế hoạch tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn chính là đang đợi một cơn mưa lớn như vậy. Dùng phương thức điện giật để giết người, có thể làm cho hung thủ không phải vào cửa, không cần đối mặt, liền giết người ở trong vô hình, so với những thủ đoạn khác, dễ dàng ẩn giấu vết tích của hung thủ hơn. Tối ngày hôm qua, 6 giờ cho đến 8 giờ, mưa bắt đầu hạ xuống. Sau 8 giờ rưỡi, mưa hoàn toàn ngừng, cho nên sợi dây điện kia cần phải tại 8 giờ rưỡi, đến sáng ngày hôm sau, 7 giờ, được đặt ở đó. Hung thủ biết đến là chỉ cần mưa to một chút, ở trong nhà này sẽ có nước đọng. Cảnh sát Tống nói, rồi đưa tới cửa, kéo chốt mở cửa một cái nói. Điện là trực tiếp truyền đến trên cửa sắt, vị trí ngưỡng cửa tương đối cao, lúc cửa không có mở ra, trong nhà là an toàn. Cũng căn bản là không có cách nào phát hiện ở trên cửa có treo dây điện. Sáng sớm tới mở cửa, hẳn là Chu Sở Quốc, hắn bị điện giật, sau đó không thoát được. Dương Lê đi kéo anh ta ra, lại bị dính vào cùng nhau. Cô ta đạp phải nước ở trong sàn, tương đương với đem điện dẫn vào trong sàn, cả nhà đều dẫn theo điện. Nghe âm thanh, Trần Thúy Hoa chạy ra cũng bị điện giật bỏ mình. Một nhà ba người này hoàn toàn không nghĩ tới cửa sắt nhà mình đã bị hung thủ coi là vũ khí giết người, cứ như vậy mà chết đi. Xem độ cao của cửa, hung thủ cần phải cao độ 1m75 trở lên, có thể mắc cái dây điện này, khả năng lớn là đàn ông. Hung thủ cần phải hiểu rõ một nhà người chết. Chỉ có người quen thì mới có khả năng biết được tình huống cùng với vị trí của nhà của bọn họ. Hiểu biết phải kéo dây điện tới đây như thế nào, treo ở nơi nào. Hung thủ nhất định là có kiến thức về khoa điện, khả năng là có mang theo găng tay cách điện, hoàn thành thao tác. Cảnh sát Tống cấp tốc làm phán đoán, sau đó anh nhìn một chút ra ngoài cửa, hỏi Diêu Đại Hải nói, đã lấy dấu chân ở cửa chưa? Diêu Đại Hải nói, Tống đội trưởng, anh cũng biết, tối hôm qua mưa to, sáng nay quần chúng báo án, cũng ở cửa vây xem, vết tích có giá trị không nhiều.
Cảnh sát Tống suy nghĩ một chút rồi nói, không đúng, tối hôm qua mưa xuống, cửa chỗ đó bùn đất ẩm ướt, địa thế tương đối cao, dễ dàng lưu lại vết chân. Hơn nữa, hung thủ muốn ở trên cửa treo dây điện, cần thiết cách cửa rất gần. Cái góc độ kia không phải là góc chết, quần chúng vây xem là sẽ không dẫm tới đó. Cảnh sát Tống nói chuyện rồi đi tới cửa, ngồi xổm người xuống, nhìn thấy từ vị trí kia có hai dấu chân chồng lên nhau. Mặt trên một cái dấu chân tương đối rõ ràng, cảnh sát Tống nhìn rất quen mắt, sau đó anh mang theo tức giận, quay đầu nhìn về phía Diêu Đại Hải. Cảnh sát Diêu, đây là dấu giày của anh. Diêu Đại Hải vừa nhìn, quả nhiên là cùng dấu chân mình đạp ra, giống nhau như đúc, gương mặt liền đỏ bừng. À, cái kia, cái này, đại khái là sáng sớm, lúc tôi đến xem dây điện không có chú ý. Cảnh sát Tống mặc dù rất tức giận, thế nhưng vì tình huống này không có biện pháp nào giải quyết. Trước mắt, bộ phận phía trước vết chân bị Diêu Đại Hải phá hoại qua, mơ hồ không rõ, không có cách nào phân biệt, chỉ còn có cái gót chân ở lại bên ngoài. Cảnh sát Quách đi sang xem vật chứng bị phá hỏng kia, ít nhất là mặt sau còn có nửa cái dấu giày, trước tiên là chụp hình đi, có thể là phác họa đủ dấu chân. Vết chân này ước chừng là size 43, đế giày gót chân nơi có hoa văn cuộn sóng, bởi vậy có thể phán đoán treo dây điện lên cửa chính là một người đàn ông, chiều cao khoảng 1m80. Căn cứ vào vị trí của hai vết chân để xem, người này đứng có chút mũi chân cuộn lại. Dấu chân là đặc thù thứ nhất của mỗi người, có thể dựa vào nó để phán đoán tuổi tác, cân nặng, chiều cao. Mở rộng tìm kiếm phạm vi, nhìn trong thôn, những người khác có dấu chân tương tự không? Buổi chiều có thể khoanh vùng người bị tình nghi, gọi từng người đi giày có hoa văn tương tự tới thử, nhìn xem có trùng khớp với dấu giày này không? Cảnh sát Tống nhìn một chút hiện trường, liền dặn dò. Các anh chờ một chút nữa rồi thông điện. Hạ dây điện ở trên cửa xuống. Lúc hạ xuống phải chú ý an toàn. Chờ hạ xong, các anh cẩn thận tháo ra, kiểm tra dây điện là từ đâu mắc ra bên này, nhãn hiệu gì, độ dài bao nhiêu, mặt trên có tin tức gì không. Khoảng thời gian này, Pháp Y Bành ở bên kia tra xét xong ba bộ thi thể, đứng lên nói. Trên thi thể của Chu Sở Quốc, tại dưới sườn cùng với đầu gối có một ít vết tích đánh nhau. Hiện tại không có cách nào phán đoán dấu vết này và vụ việc có liên quan với nhau hay không. Mấy người này đều là đồng thời bị điện giật chết, những thứ khác thì phải tới nhà tang lễ giải phẫu rồi xem kết quả. Xe vận chuyển thi thể đã dừng tại cửa, Pháp Y Bành đưa ba thi thể lên xe rồi lập tức đi khám nghiệm. Cảnh sát Tống và cảnh sát Quách thì vẫn ở lại tại hiện trường để điều tra. Sau khi Pháp Y Bành rời đi, cảnh sát Tống hỏi, đàn ông chiều cao khoảng 1m80, người quen, có kiến thức về điện, cùng người nhà này có thù hận. Tối ngày hôm qua đến sáng nay có thời gian gây án. Diêu đội trưởng, đây là địa bàn của anh, các anh có cảm thấy có người nào hiểm nghi hay không? Diêu Đại Hải suy nghĩ một chút rồi nói, hình như là có người hiểm nghi, bất quá tôi cũng là rất lâu không về trong thôn, muốn đi xác định lại một chút. Cảnh sát Tống nói, những người phù hợp với điều kiện thì anh trước tiên sàng lọc một lần đi. Nếu như gặp phải người có trọng điểm hiểm nghi, chúng ta cần phải lần lượt điều tra từng người một. Diêu Đại Hải vội vàng gật đầu. Chuyện này rất đơn giản, tôi đi điều tra tư liệu cư dân lần lượt, từng cái sắp xếp kiểm tra. Phỏng chừng cũng phải mất mấy giờ, thôn này có tầm mười mấy hộ sinh sống. Nói tới đây, cảnh sát Quách nhíu lông mày nói. Cảnh sát Diêu, tôi vào nhà bọn họ kiểm tra, có thấy quần áo của một đứa bé trai. Anh cũng nói, Dương Lê luôn luôn ở nhà giúp cho chồng dạy con, vậy thì con trai của bọn họ đi nơi nào rồi? Lời này nói ra, Diêu Đại Hải sắc mặt có chút lúng túng, ho khan mấy tiếng rồi nói. Vợ chồng của Chu Sở Quốc đúng là có con trai, nhưng mà nói đến thì có chút thê thảm, đứa con trai này 2 tháng trước vừa mới chết chìm. Tin tức trọng yếu như vậy, vừa nãy sao anh không nói? Cảnh sát Tống nghe lời này, trách Diêu Đại Hải một câu. Diêu Đại Hải bộc lộ lúng túng, cái này các anh vừa nãy cũng không có hỏi. Trùng hợp như thế là chết chìm sao? Cảnh sát Tống liền cau mày hỏi một câu. Người một nhà này giống như là bị tử thần để ý. Con trai thì 2 tháng trước chết chìm, người lớn thì lại xảy ra chuyện. Mặc dù nói là bất ngờ, nhưng là thời gian cũng quá gần rồi. E rằng chuyện đứa bé này chết cũng không hề đơn giản. Có lẽ là vụ án hiện tại có điểm gì đó liên quan. Diêu Đại Hải giải thích. Cái này ngược lại là đứa trẻ cùng với cha nó ra ngoài chơi rồi chạy mất, sau đó thì nửa cái làng này đều đi xung quanh hỗ trợ tìm, cuối cùng thì tìm thấy ở bờ sông. Vào lúc ấy mới vừa vào hạ, sông nhỏ thỉnh thoảng sẽ dâng nước, có thể là đứa trẻ không chú ý, ham chơi nên không để ý nước dâng. Sau đó thì sao, có giải phẫu không, xác định là bất ngờ sao?
Cảnh sát Tống tiếp tục truy hỏi. Diêu Đại Hải nhắc đến việc này thì liền cả giận. Đứa con trai nhà bọn họ tên là Chu Thông, năm nay mới 6 tuổi rưỡi. Người nhà đó không muốn giải phẫu, nói không muốn con mình chết rồi mà không được toàn thây. Chúng tôi lúc đó vẫn cẩn thận khuyên gia đình nên ký tên giải phẫu. Kết quả thi thể giải phẫu ra đều là nước, đứa bé kia chính là bị chết đuối, đành phải khâu lại. Vì chuyện này, Chu Sở Quốc thời gian thật dài đều nhìn tôi với sắc mặt không tốt. Cảnh sát Tống chỉ lo có cái gì để sót, lại hỏi Diêu Đại Hải. Người nhà này phòng ở từ bên ngoài thoạt nhìn là gia đình có điều kiện, tại sao tiến vào sau đó lại cảm giác như là sinh hoạt có chút túng quẫn? Diêu Đại Hải nói, đó là các anh không biết tập tục nơi này của chúng tôi. Ở đây có câu nói gọi là tán gia bại sản để lấy vợ, rất vui mừng bán con gái. Ở đây phụ nữ ít ỏi, nam nhân đến tuổi lấy vợ thì đông đảo. Hôn nhân thị trường làm cho giá cả, nước lên thì thuyền lên, kết hôn một lần, tính ra cả sinh lễ, còn có cả đồ trang sức đưa cho nhà gái, tiền cử hành hôn lễ, tổng cộng cũng mấy trăm ngàn. Đối với người thành phố các anh, chút ấy khả năng chỉ là tiền vệ sinh, thế nhưng đối với người nông thôn mà nói, đó chính là tiền tích trữ cả đời. Rất nhiều người đều là cắn răng đi cưới vợ, thậm chí là vay tiền đi cưới vợ. Có người nhà có trai có gái, vậy thì bán con gái dùng tiền sinh lễ của con gái để lấy con dâu. Đám cưới còn phải bày rượu, mời tiệc toàn thôn. Người nhà quê muốn mặt mũi, rượu phải mao đài, thuốc lá phải trung nam hải, giao tiền biếu căn bản là không đủ, đều là bỏ tiền ra làm việc kết hôn. Nhà này cũng là như thế, xây cái nhà bỏ ra hơn nửa tiền tích trữ. Mấy năm trước đây cũng vì cưới vợ, đem hết số tiền còn lại ra để dùng hết rồi, còn thiếu nợ rất nhiều. Hiện tại sinh hoạt chỉ có thể khó khăn. Cùng Diêu Đại Hải hàn huyên mấy câu, nhất thời hỏi không ra manh mối gì khác. Cảnh sát Tống nói, nếu như không có manh mối tỏ rõ chuyện đứa bé tử vong cùng với vụ án này có liên quan thì thôi, chúng tôi trước điều tra vụ án này đi, những thứ khác thì làm phiền cảnh sát Diêu. Cảnh sát Tống cùng với cảnh sát Quách vào trong thôn dạo một vòng, liền có không ít người cung cấp thông tin. Đầu tiên là tối hôm qua vào khoảng 10 giờ, có người nhìn thấy một người mặc quần áo mưa ở trong thôn đi lại. Khi đó trời mưa đã tạnh, mặc quần áo mưa có chút chói mắt. Mà bởi vì trời tối, không biết rõ là ai, chỉ biết là một người đàn ông cao gầy. Chuyện thứ hai chính là gần nhất, thôn này có được một miếng đất ruộng muốn cải tạo thành nông trường hiện đại. Trong thôn, bí thư chi bộ đứng ra đi thu đất đai. Mà đây cần thiết mấy chục mẫu đều là lấy đầu Tây chính là đất đai của Vương gia, lấy đầu Đông chính là đi vào đất của Chu gia. Bởi vậy tuần trước Chu gia cùng với Vương gia đã xảy ra tranh chấp, trước đây không lâu còn đánh nhau một trận, ủy ban thôn luôn phải hòa giải chuyện này. Chuyện thứ ba chính là việc đứa bé của nhà Chu gia chết đuối. Đứa bé kia buổi trưa là cùng với cha mình Chu Sở Quốc đi ra ngoài. Theo Chu Sở Quốc nói, anh ta cúi đầu nhìn điện thoại di động một hồi, lại ngẩng lên thì con trai đã không thấy tăm hơi. Lập tức, anh ta liền đi tìm bí thư chi bộ của thôn là Diêu Đại Hải, người của toàn thôn, đồng thời cũng giúp anh ta tìm kiếm con. Tận tới đêm khuya, mãi tại hạ lưu dòng suối nhỏ mới phát hiện ra đứa bé. Trong thôn, những đứa nhỏ thường thường ở trong bể nước nghịch nước, đứa bé Chu Thông vốn biết lội nước, không hiểu như thế nào liền bị đuối nước. Hơn nữa, nơi này dọc theo dòng suối nhỏ đều có nhà cửa cùng với cửa hàng. Nếu như đứa trẻ lớn tiếng kêu cứu thì nhất định là sẽ có người nghe thấy. Ở trong thôn có người nói đứa trẻ là đã bị thủy quỷ ôm lấy, che miệng mũi mới kêu không được. Còn có người nói lúc buổi tối có thể nghe đến bên dòng suối có tiếng khóc như là quỷ náo loạn. Cảnh sát cảm thấy rằng người thôn này nhắc đến đứa trẻ nhà Chu gia thì cứ ấp úng. Cảnh sát Quách nghe xong thì sau đó hơi nhíu lông mày, cái người mặc quần áo mưa rất có thể chính là hung thủ, đặc thù cùng với thời gian đều rất phù hợp. Còn chuyện tranh đất ruộng đánh nhau kia, nói không chừng chính là nguyên nhân gây ra vết tích ở trên người Chu Sở Quốc. Còn quỷ thì nhất định là không có tồn tại, tôi luôn cảm thấy cái chết của đứa bé kia có chút kỳ lạ. Cảnh sát Tống gật đầu nói, tôi vừa nãy nghe nói Diêu Đại Hải cũng đang ở nhà họ Vương điều tra. Trước tiên, chúng ta hãy qua bên kia xem xét một chút. Cảnh sát Tống cùng với cảnh sát Quách chỉ mới vừa đi tới gần nhà họ Vương thì đã thấy một đám người ầm ĩ la hét, số còn lại thì đang đứng ở cửa xem trò vui. Cả hai người đi tới nhà hộ nông gia kia, nhìn thấy Diêu Đại Hải cùng cảnh sát phía dưới vây lấy cửa muốn đóng lại, ở bên ngoài tụ tập một đám quần chúng cùng xem náo nhiệt. Cảnh sát Tống tách đoàn người ra, liền thấy Diêu Đại Hải đứng ở trong sân, còng tay một nam nhân trung niên khoảng hơn 40 tuổi, đang muốn mang ra ngoài.
Nam nhân kia rất cứng đầu, da rẻ ngăm đen. Trong sân thì còn có một phụ nữ trung niên lôi lưng quần Diêu Đại Hải không buông tay. Ba người nhất thời giằng co, ai cũng không làm gì được ai. Cảnh sát Tống vội vàng đi tới hỏi Diêu Đại Hải: "Tôi không phải là để cho các anh sắp xếp kiểm tra người bị tình nghi hay sao? Chuyện gì thế này?" Diêu Đại Hải nói: "Cảnh sát Tống, tôi đã điều tra rõ, người này tên là Vương Vũ, chiều cao phù hợp, cùng với Chu gia rất quen thuộc, cũng học qua về điện. Gần nhất, hắn bởi vì việc phân đất ở trong thôn cùng với Chu gia có mâu thuẫn, mới vừa cùng với Chu Sở Quốc đánh nhau, tuyên bố là phải cho đối phương biết mặt. Tối ngày hôm qua, khi trời mưa, hắn có một quãng thời gian không ở nhà. Chiều cao, đặc điểm, thời gian đều ăn khớp. Người không phải là hắn giết thì còn có thể là ai? Sớm điều tra rõ ràng thì các anh cũng có thể về sớm một chút." Cảnh sát Tống cũng nghe thôn dân gần đó nói Vương gia với Chu gia có chuyện tranh chấp, thế nhưng không thể vô cớ bắt người như thế. Bèn nói: "Hiện tại chứng cứ gì cũng không có, anh lấy cơ sở gì mà còng tay người ta, nhanh thả người ta." Cảnh sát Quách cho giải tán đám đông, rồi tại đây lấy thông tin từ gia đình họ Vương. Cảnh sát Tống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi người đàn ông kia: "Anh tên là Vương Vũ có đúng không? Trước cùng với Chu Sở Quốc từng đánh nhau." Vương Vũ cắn răng nói: "Là tên tiểu tử kia không hẳn hoi, sự tình 2 tháng trước đã định xuống. Nguyên bản chính là đến lượt nhà tôi, hắn thừa dịp trưởng thôn còn chưa đưa danh sách lên, đi tìm bí thư chi bộ của thôn muốn đổi thành tên nhà của hắn." Cảnh sát Tống: "Anh không vì chuyện này mà trả thù cả nhà họ chứ?" Vương Vũ nói: "Kết quả chia đất kia bị báo lên rồi, sau đó cũng chưa có thông tin gửi xuống. Nói thật, nếu như có kết quả chọn nhà bọn họ, vậy tôi đi theo hắn liều mạng. Thế nhưng hiện tại kết quả vẫn chưa có, tôi không có lý do gì để giết hắn cả." Bên cạnh Diêu Đại Hải cười lạnh xen mồm vào: "Lúc đánh nhau, rõ ràng anh còn uy hiếp Chu Sở Quốc, nói là muốn cho cả nhà họ biết mặt mà." Vương Vũ nói: "Cái này, đánh nhau mà, ai không buông xuống vài câu hung ác? Hơn nữa, lần đánh nhau đó là tôi thắng, lần này cả nhà bọn họ chết rồi, cũng là báo ứng, nhưng mà anh cảnh sát, tôi thật sự không giết người." Cảnh sát Tống lại hỏi: "Các người lúc đó đánh nhau là vào thời điểm nào?" "Đại khái là vào thứ tư tuần trước, vào buổi trưa, vào lúc còn chưa đến giờ ăn cơm." Vương Vũ suy nghĩ lại một chút: "Là hắn động thủ trước, ở trong thôn này thật ra nhiều người cũng có thể làm chứng, hắn đánh rớt một cái răng của tôi, hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì, bị tôi đánh cho một trận. Thôn này nhà họ Vương được xem là nhà giàu, làm chứng cũng đều là thân thích của nhà hắn, còn có thể có cái gì chứng minh?" Cảnh sát Tống buông tha cái đề tài này, tiếp tục hỏi: "Anh là thợ điện ở trong thôn này?" Vương Vũ gật gật đầu: "Tôi cùng với sư phụ học qua 2 năm tay nghề, ở trong thôn chúng tôi xây nhà ở, 80% điện là do tôi mắc. Chu Sở Quốc một nhà là bị điện giật chết, anh có biết không?" Cảnh sát Tống hỏi. Vương Vũ gãi đầu một cái: "Tôi buổi sáng ngủ thẳng cẳng đến hơn 9 giờ, sau đó mới nghe nói, nhưng mà việc này lại càng không thể là tôi làm. Lúc tôi còn đi theo sư phụ, liền giáo dục cho tôi không thể lấy điện ra đùa giỡn. Tôi dùng công việc này để kiếm cơm, ở trong thôn chúng tôi chỉ có mấy người làm nghề này thôi. Nếu như dùng điện giật chết người nhà họ Chu thì cảnh sát không phải là hoài nghi tôi đầu tiên sao?" Cảnh sát Tống tiếp tục hỏi: "Tối hôm qua tầm 8 giờ sau đó anh ở đâu?" Tôi đi phòng hoạt động ở trong thôn đánh bài." Người đàn ông hơi dừng lại một chút, có chút nói lắp. "Nói hiu nói vượn, mấy tên đánh bài kia ban đầu còn giúp anh nói dối, sau đó tôi đã hù dọa một chút, bọn chúng liền đều nói ra lời nói thật. Anh ngày hôm qua căn bản là không có đi." Diêu Đại Hải phản bác lại ngay: "Tôi vốn là muốn đi đánh bài, sau đó không tìm thấy bọn họ cho nên ở trong thôn đi dạo một chút." Vương Vũ lúc này không còn sự hung hăng cùng với sự bình tĩnh khi vừa nãy, đưa tay sờ sờ mũi nói: "Tôi không có làm cái gì phạm pháp, đi nơi nào các anh quản được sao? Cảnh sát các người nói là tôi làm thì cũng phải bỏ ra chứng cứ đi chứ, không thể có chuyện vô duyên vô cớ liền đổ tội cho tôi được." Trong lúc lấy lời khai, cảnh sát Quách vẫn luôn lạnh lùng đứng ở một bên cạnh quan sát. Sau đó, cảnh sát Quách đứng dậy, nhìn dấu chân ở trong sân, có một ít là của Diêu Đại Hải, còn có của Vương Vũ cùng với vợ anh ta. Cảnh sát Quách suy tư chốc lát, lại nhìn ống quần của Vương Vũ, mặt trên dính một chút bột phấn màu vàng, lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Hẳn không phải là anh." Mọi người đều khá là bất ngờ vì phán đoán của cảnh sát Quách. Không điều tra thêm được thông tin gì từ Vương Vũ, cảnh sát Quách nói với cảnh sát Tống rời đi, rồi từ từ giải thích: "Người này chân có chút vòng kiềng, tuy rằng không đến nỗi ảnh hưởng bước đi, nhưng rõ ràng là đứng trên mặt đất một lúc, một cái chân tương đối vững vàng, cái chân còn lại, cái xiên đi ra ngoài.
nếu như là anh ta lưu xuống vết chân hẳn là hình chữ bát, không phải là dấu chân như ở hiện trường. Còn có, ở trên chân hắn có dính bùn đất không giống nhau, ở trên người có phấn hoa vàng, còn có một loại nhàn nhạt hương vị. Nếu như tôi không ngửi sai, hắn đã từng dính vào một loại gọi là hoa tiêu thảo. Loại hoa này chỉ có vào buổi tối sau 8 giờ mới có thể nở, không tới buổi sáng liền tàn. Ống quần cùng với đế giày của hắn dính loại phấn hoa này, nhất định là đã đi qua nơi nào đó có lượng lớn loại hoa này. Mà loại hoa tiên thảo này ở trong thôn chỉ xuất hiện ở trên sườn núi, chỗ làng du lịch. Ngày hôm nay, chúng ta đi ngang qua ruộng hoa kia, tôi nhìn thấy có vài cái bình nước, tàn thuốc, còn có một chút dấu vết chân lẫn lộn. Nhiều người như vậy trốn ở bên ngoài, 8-10 phần là đang tổ chức cá cược. Vương Vũ không dám nói tỉ mỉ, đại khái là sợ cảnh sát Diêu sẽ bắt phạt nhóm bọn họ. Ở vùng quê Lục Ninh thời điểm này đang rộ lên hình thức cá cược đen, thường chọn những nơi hoang vu hẻo lánh, số tiền cược khá lớn nên đang bị cảnh sát để ý đến. Cảnh sát Quách tiếp tục nói, còn có, lời nói của hắn cũng có chút đạo lý, thợ điện muốn dùng điện giật chết người cũng quá rõ ràng rồi. Mặt khác, hôm trước Vương Vũ ở cùng với Chu Sở Quốc đánh nhau một trận, cũng coi như là đã xả được giận. Kết quả còn chưa thông báo, chẳng lẽ lúc này đi giết cả nhà người ta? Quan trọng nhất, tôi cảm thấy được nếu như hắn tối ngày hôm qua đi mắc điện giết người một nhà này thì sẽ không ngủ thẳng đến hơn 9 giờ sáng mới dậy. Cậu ngừng lại thở một hơi, điều tra tới đây tôi ngược lại suy nghĩ ra một chuyện. Chuyện gì? Cảnh sát Tống đi theo cảnh sát Quách hỏi. Cảnh sát Quách quay đầu về phía anh nói bốn chữ, đi tìm chứng cứ. Cảnh sát Quách nói xong vẫn cúi đầu đi về phía trước, cảnh sát Tống theo sát anh. Anh cho là cảnh sát Quách muốn đi đến hiện trường nhìn lại một chút nên không hỏi lại. Cứ như thế đi mấy phút, bọn họ chạy đến gần nhà họ Chu. Cảnh sát Quách lại không đi đến hiện trường mà đi đến một con đường khác hướng đến sườn núi không quá cao ở phía trước. Cảnh sát Tống bị làm cho hồ đồ hỏi, vụ án này không có manh mối, cậu chạy tới đây leo núi làm gì? Hỏi xong câu hỏi, không chờ cảnh sát Quách trả lời, anh liền tiếp tục hỏi, cậu không chờ tin tức của Diêu Đại Hải? Cảnh sát Quách hơi có chút thở hổn hển. Diêu Đại Hải là người không đáng tin cậy, chờ tin tức của hắn thì đến năm nào tháng nào. Tôi còn muốn nhanh để trở lại đây. Hơn nữa, Vương Vũ nói đúng, chúng ta thiếu chính là chứng cứ trực tiếp. Bằng không thì coi như là gặp người bị tình nghi chân chính cũng khó mà định tội. Vụ án này sở dĩ kẹt ở đây là bởi vì chứng cứ trực tiếp quá ít, không có người làm chứng, không có vật chứng, không có vân tay, chỉ có nửa cái dấu chân mơ hồ. Tình huống như thế thì thập phần bị động, mặc dù là tìm được người bị tình nghi, chỉ cần đối phương cắn chết nói chưa từng làm, bọn họ liền không có cách nào đột phá. Càng leo lên ngọn núi kia thì con đường lại càng thêm khúc khuỷu. Cảnh sát Quách không nói một lời, leo thẳng đến đỉnh ngọn núi rồi mới quay về phía cảnh sát Tống nói, tôi cũng chỉ là suy đoán, không nhất định là chuẩn xác. Lúc trước tôi đang phỏng đoán tâm lý hung thủ. Tên hung thủ này không phải giết người do xúc động mà là mưu tính giết người. Giả thuyết anh muốn giết người, định ra một cái kế hoạch tự cho là hoàn mỹ, anh sẽ nằm ở nhà ngủ hay là luôn chờ cái kế hoạch kia được thực hiện. Hung thủ này là muốn diệt cả nhà bọn họ, giữa bọn họ nhất định là có thâm cừu đại hận. Hung thủ sẽ có kinh hoàng, sẽ có bất an, thế nhưng càng nhiều hơn hẳn là mong đợi, là hưng phấn. Hắn nhất định là muốn nhìn tận mắt thấy thời khắc cuối cùng kia, nhìn những người kia chết đi mới có thể giải được mối hận ở trong lòng, mới có thể mang đến cho hắn khoái cảm lớn nhất. Cảnh sát Tống lập tức hiểu ra. Cảnh sát Quách quét mắt một vòng, lập tức đã chọn một khối đất trống. Sau đó, hắn đi tới bên cạnh, cúi người xuống. Hai người từ nơi này nhìn xuống, khu nhà nhỏ của Chu Sở Quốc thu hết vào trong đáy mắt. Ở trong sân có động tĩnh gì thì cũng có thể nhìn rõ ràng. Cảnh sát Quách nhẹ giọng nói, chính là chỗ này, chỗ quan sát tốt nhất. Con đường này, người dân thường xuyên qua lại, không có thảm thực vật sinh trưởng. Cảnh sát Tống cúi đầu tìm, quả nhiên không xa trên mặt đất, phát hiện ra mấy dấu chân rõ ràng. Hoa văn kia cùng với dấu chân ở cửa nhà họ Chu giống nhau như đúc. Hơn nữa dấu chân kia còn có một chút đất màu nâu đỏ, cũng cùng màu sắc với đất ở trên cửa nhà Chu Sở Quốc. Cảnh sát Quách dùng di động chụp mấy bức ảnh. Cảnh sát Tống ngồi xổm người xuống, lấy ra túi vật chứng mang theo bên người, rồi ở trong bụi cỏ cẩn thận gắp ra một cái tàn thuốc để quan sát. Ngày hôm qua từng có mưa xuống, thuốc lá này đầu lại khô, rất có thể là hung thủ sáng sớm đã vứt xuống đây. Ở bên cạnh, ở trên đất lại có một đống dấu chân rõ ràng. Hung thủ lúc ở cửa nhà họ Chu
vẫn còn rất duy trì cảnh giác, không để lại quá nhiều vết tích. Nhưng là đến nơi này, hoàn toàn buông lỏng, để lại rất nhiều chứng cứ. Tàn thuốc có thể xét nghiệm ra DNA của hung thủ, bọn họ còn lấy được dấu chân hoàn chỉnh, rõ ràng của hung thủ. Có những chứng cứ này, hung thủ hiển nhiên là không thể chối cãi được nữa. Từ tàn thuốc cùng dấu giày có thể thấy được, hung thủ từng ở nơi này lo lắng chờ đợi. Vào buổi sáng ngày hôm nay, lúc sắc trời còn tờ mờ, hắn liền ở đây vừa hút thuốc, vừa đi tới đi lui chờ đợi thảm kịch mà hắn sắp xếp phát sinh. Đúng lúc này, điện thoại của cảnh sát Tống vang lên, là của pháp y Bành gọi tới. Nạn nhân đúng là bị điện giật chết, những vết thương ở trên người đều khớp với lời khai của Vương Vũ. Cảnh sát Tống yêu cầu pháp y Lâm quay trở lại thôn. Sau khi cảnh sát Tống gọi điện thoại xong, cảnh sát Quách liền nói: "Bành pháp y, mau chóng trở lại tương đối tốt, tôi cảm thấy được việc con trai Chu Sở Quốc chết đuối kia còn có ẩn tình." Hai hung án cách nhau thời gian rất gần, chuyện đứa trẻ này tử vong có rất nhiều điểm đáng ngờ. Các thôn dân nói tới chuyện đứa bé này thì ấp úng, trong đó nhất định là có nguyên nhân. Hai người liền xuống núi đi tìm Diêu Đại Hải, hỏi tới sự việc đứa trẻ chết đuối kia. Diêu Đại Hải không hiểu tại sao cảnh sát Tống đối với chuyện này cảm thấy hứng thú đến như vậy, đem thời gian cụ thể cùng với quá trình nói một lần cho anh. Cảnh sát Tống hỏi Diêu Đại Hải lúc đó đứa bé kia là chôn hay là hỏa táng. Cái này, Diêu Đại Hải chà sát tay, có chút linh cảm không lành, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. Mặc dù nói hiện tại kêu gọi hỏa táng, nhưng mà ở trong thôn chúng tôi vẫn là chú ý đến việc mồ yên mà đẹp. Cảnh sát Tống nói, vậy anh dẫn chúng tôi đi đến chỗ chôn nhìn xem. Diêu Đại Hải sắc mặt cứng đờ. Tống đội trưởng, thi thể kia đều đã khám nghiệm qua rồi, anh đây là đang không tín nhiệm chúng tôi sao? Cảnh sát Tống nói, lão Bành so với pháp y nơi này, kinh nghiệm lại càng thêm phong phú. Chúng tôi chỉ là muốn xác định một chút, nếu như chứng thực các anh không sai, liền để lại nguyên dạng chôn lại. Diêu Đại Hải nghe thấy ý của cảnh sát Tống có hơi sợ sệt, nhưng dưới sự cứng rắn của hai cảnh sát, anh ta cũng đành đồng ý. Thi thể bị chôn chặt ở trên sườn núi ở phía sau, bên cạnh là một đám mồ lớn, đây chỉ là một đống đất nhỏ. Ở bên trên lập một cái tấm gỗ nhỏ không có chữ, coi như là bia mộ, bởi vì là mả mới, tương đối dễ phân biệt. Những ngôi mộ khác còn có một ít vết tích tế bái, cúng vàng mã. Nơi này lại khá là sạch sẽ, ở trên mộ phần có một vài cây cỏ nhỏ, nở ra một vài đóa hoa trắng nho nhỏ, còn có chút lạnh lẽo cùng thê lương. Diêu Đại Hải từ trong thôn tìm được mấy thanh niên trai tráng, trực tiếp vung sẻng liền bắt đầu làm. Lúc này, Pháp Y Bành cũng vừa về tới nơi. Nói là mở quan tài, kỳ thực là không có quan tài để mở. Dựa theo tập tục nơi này, người trưởng thành chết thì mới dùng quan tài, còn trẻ con chết thì liền dùng cái hộp gỗ bọc lại chôn. Chỗ này nước mưa nhiều, hơn 2 tháng, cái hộp kia đã mốc meo, mảnh gỗ mục nát. Pháp Y Bành mang theo bao tay, khoác lên bộ đồng phục làm việc. Trước tiên là nhảy xuống nhìn một chút tình huống thi thể. Hộp gỗ vừa chuyển ra, lập tức truyền đến một loại mùi hôi thối. Đó là một bộ xác chỉ có khoảng 6 tuổi, thân hình cao khoảng 1m2, bị cuộn tròn thả ở bên trong chiếc hộp gỗ lớn. Bởi thi thể ngâm ở trong nước, nước thi thể nhuộm dần quần áo. Hiện tại ở trong hộp cũng đã sớm hoàn toàn thay đổi, khắp nơi bừa bộn. Thời gian 2 tháng, thi thể đã hủ hóa nghiêm trọng. Thế nhưng còn rất lâu thì mới hóa bạch cốt. Ở trên gương mặt, thịt cũng mục nát, hàm răng từ trên má lộ ra, nhìn qua có chút hù người. Trên thi thể đúng là có vết tích giải phẫu. Pháp Y Bành liền dùng cây kéo đem chỉ khâu trước đó từng cái cắt ra. Pháp Y Bành đem thi thể kiểm tra toàn thân xong, đứng lên lấy xuống một bên khẩu trang nói: "Thi thể này có vài nơi gãy xương, trong đó ở đầu có một vết thương tương đối nghiêm trọng." Pháp Y Lý nói: "Gãy xương tôi cũng phát hiện được, thi thể là ở trong dòng suối trôi đi, cái dòng suối kia nước chảy rất xiết, có thể là do đụng phải đá ở trong suối tạo thành." Pháp Y Bành lắc đầu nói: "Các vết gãy xương ở trên thân thể là chết rồi mới được tạo thành. Nơi đầu này các anh lúc đó không có cạo đi tóc tai có đúng không? Vừa nãy Pháp Y Bành sờ bằng tay có thể cảm giác được vết thương kia không bình thường." Lý Pháp Y hơi buồn bực, lúc đó Chu Sở Quốc vốn là không đồng ý khám nghiệm thi thể. Mẹ của đứa trẻ Dương Lê thì lại hy vọng khám nghiệm một chút, đến cuối cùng thì Chu Sở Quốc mới thỏa hiệp. Hắn nói là có thể khám nghiệm thi thể, nhưng chết ở bộ dáng gì thì liền muốn mai táng ở dáng dấp đó, không thể ảnh hưởng đến dung nhan người chết. Nếu như đầu tóc của người chết mà cạo thì làm sao có thể mọc ra dài được nữa, tôi nào dám cạo đầu thi thể. Pháp Y Bành cũng biết rất nhiều thân nhân của người chết đối với điều này có chút cấm kỵ,
vết thương liền ở sau vị trí não bộ, trước có tóc tai cùng với da đầu. Vết thương không dễ bị phát giác, nhưng bây giờ thi thể mục nát lộ ra bạch cốt, trái lại khiến cho vết thương nơi này hiện lên rõ ràng. Pháp y Bành tỉ mỉ nhìn nói, vết thương ở phía sau não là một chỗ song song tổn thương, không giống như là dấu vết va chạm vào đá, càng giống như là dùng gậy gỗ đánh xuống lưu lại. Cụ thể thì cần đem thi thể trở về nhà tang lễ, đem cạo hết tóc, vết thương bại lộ đầy đủ, sau đó mới có kết luận. Pháp y Bành tiếp tục nói, vết thương ở trên đầu lúc đó cần phải chảy không ít máu, vẫn còn phản ứng sống. Nếu như tôi không đoán sai, khả năng lúc đó đứa bé bị người dùng vật nặng đánh vào đầu, tạo thành hôn mê, sau đó thì bị thả vào trong dòng suối chết đuối. Cho nên lá phổi của nó cùng với dạ dày sẽ có đầy chất lỏng, nói là chết đuối cũng không quá đáng. Lý Pháp Y mặt đỏ bừng, lúc đó tôi đã nói thi thể kia không giống như là chết chìm lắm, thi thể cương cứng, là cảnh sát Diêu không để cho chúng tôi tra xét thêm nữa. Cảnh sát Bành liền mở miệng hỏi, dịch dạ dày đã tra xét chưa? Lý Pháp Y nhớ lại một chút, tra xét rồi, ở trong dạ dày có thịt gà vẫn còn chưa tiêu hóa. Lúc đó Dương Lê còn nói ở trong bữa trưa nhà bọn họ không có ăn gà. Chu Sở Quốc nói buổi chiều hắn mang đứa bé đi ra ngoài có mua một cái đùi gà cho đứa trẻ ăn. Tôi lúc đó cũng đang cảm khái người cha đối với con trai mình không tồi, làm sao liền vừa không chú ý đã khiến cho con mình chết đuối. Nơi nào đối với con trai không tồi chứ, anh là không thấy Chu Sở Quốc đánh con của mình, có lúc còn đánh cho đứa trẻ ở trên người đầy vết tím tái. Diêu Đại Hải nói, vậy bây giờ chúng ta đây là lại có thêm một vụ án. Cảnh sát Quách ở bên cạnh suy nghĩ một chút nói, tôi cảm thấy án chết đuối ở phía trước, án diệt môn ở phía sau, hai vụ án hẳn là có quan hệ, thậm chí nói vụ án chết đuối có thể là chìa khóa của án diệt môn. Chúng ta muốn hiểu rõ một người nhà này là chết như thế nào, liền phải trước tiên biết rõ đứa trẻ kia là chết như thế nào đã. Nghe cảnh sát Quách nói, Diêu Đại Hải nhíu lông mày, sửa lại một chút dòng suy nghĩ. Vậy nói như thế, đứa trẻ có thể là người bị hại thứ nhất, cả nhà bọn họ đều chết bởi một hung thủ. Hung thủ giết đứa trẻ còn chưa hết giận, mấy tháng sau còn giết cả nhà bọn họ. Mọi người nhất thời trầm mặc, bọn họ hồi tưởng toàn bộ vụ án, ở bên trong có rất nhiều chi tiết nhỏ cần chú ý. Cảnh sát Quách trầm tư chốc lát, nghĩ rõ một ít nguyên do, mở miệng nói. Tôi cảm thấy được có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là anh nói kia. Một loại khác thì sao? Diêu Đại Hải kinh ngạc hỏi. Một loại khác chỉ sợ đứa trẻ kia là bị chính cha mình giết chết. Xem mọi người ở trên mặt hiện ra biểu tình nghi hoặc, cảnh sát Tống suy nghĩ. Thay lời cảnh sát Quách giải thích, đứa trẻ là theo chân Chu Sở Quốc đi ra ngoài, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các anh chỉ có thể nghe lời một bên từ Chu Sở Quốc. Lúc trước, tôi nghe người trong thôn nói qua một số chi tiết nhỏ. Người ở hai bên bờ sông vẫn luôn không nghe thấy tiếng kêu cứu của đứa trẻ. Có thể chính là bởi vì Chu Sở Quốc đã hạ thủ, đứa nhỏ mới có thể không còn cách cầu cứu, bởi vì cha vốn là người nó tín nhiệm. Đứa nhỏ là Chu Sở Quốc mang ra ngoài, cũng là hắn nói cho người trong thôn không nhìn thấy con mình. Hắn có thời gian gây án, sau đó cũng mấy lần cản trở giải phẫu, khả năng chính là sợ bị người phát hiện. Pháp y Bành cũng phản ứng lại, cúi đầu suy nghĩ một chút, nói bổ sung. Nếu như là Chu Sở Quốc giết cái đùi gà kia, có thể là bởi vì hắn áy náy mới mua cho đứa trẻ, cũng bởi vậy dụ dỗ đứa trẻ đến bên dòng suối nhỏ. Nếu là như vậy thì rất nhiều chuyện có thể được giải thích. Quan điểm này nghe tới cảm thấy được khó có thể lý giải được, nhưng liên hệ với Diêu Đại Hải nói tới, cha đứa trẻ thường thường đánh chửi nó, cuối cùng trước khi giết chết lại mua đùi gà cho con mình, có chút khiến cho người khác lạnh cả sống lưng. Nghe mọi người phân tích, Diêu Đại Hải đôi môi đều run, anh ta không thể giải thích được hung thủ sát hại đứa trẻ tại sao có thể chính là cha của nó. Việc này so với vụ án điện giật trước mắt còn khiến cho anh ta khó bề tin tưởng hơn. Chu Sở Quốc cũng chính là đối với đứa trẻ có chút nghiêm khắc, hắn cũng không phải là điên rồi chứ, tại sao lại muốn giết chết con mình, còn là con trai, động cơ của hắn sẽ là cái gì? Các anh có chú ý tới không? Ở nhà, bọn họ không làm linh vị cho đứa trẻ, mộ phần cũng không có vết tích viếng mồ mả. Người trong thôn nói ở bên dòng suối nhỏ có tiếng khóc, có thể chính là Dương Lê đang lén lút tế bái. Cảnh sát Tống nói tới chỗ này thì nhìn về phía Diêu Đại Hải. Lúc trước, tôi cùng với người trong thôn hỏi thăm về đứa trẻ, người trong thôn có chút ấp úng. Khi đó tôi không nghĩ ra, hiện tại tôi rốt cuộc cũng hiểu, thân thế của đứa nhỏ này có phải là có vấn đề. Diêu Đại Hải nuốt ngụm nước bọt nói,
Thi thể của Dương Lê các anh đã thấy qua, lớn lên cũng rất đẹp. Người ở trong thôn hoài nghi Dương Lê có thể là đội mũ xanh cho nam nhân của cô ta. Nhưng mà ở trong thôn chính là như vậy, luôn có những lời đàm tiếu linh tinh, thật giả lẫn lộn, mọi người rảnh rỗi thì tụ tập buôn chuyện mà thôi. Không quản lời đồn là thật hay giả, Chu Sở Quốc vẫn tin. Cảnh sát Tống đồng tử tỏa sáng, tựa hồ như thấy rõ tất cả. Hắn muốn giết đứa trẻ này, rất có thể là vì cảm thấy được đứa trẻ không phải là con của hắn. Hoặc là nói, có phải là con của hắn hay không không quan trọng, hắn cho là có phải hay không mới quan trọng. Chu Sở Quốc là kế toán, tư duy bảo thủ, có chút giáo điều. Ở trong nhà hắn quét tước thập phần sạch sẽ, hết thảy thói quen một chút cũng không thay đổi. Lời đồn đại có thể giết người, e rằng là hắn ta từ vài chi tiết nhỏ lúc sinh hoạt bình thường, cùng với một ít câu chuyện của hàng xóm mà tăng thêm nghi ngờ. Người như hắn không thể nào tiếp thu được vợ mình bất trung, lại càng không thể nào tiếp thu được đứa trẻ bên người mình dưỡng dục nhiều năm không phải là con của mình. Ban đầu, Chu Sở Quốc khả năng là cũng chỉ hoài nghi xuất thân của con mình mà thôi. Dần dần, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Chu Sở Quốc đem chuyện này làm nỗi khúc mắc của chính mình. Trên đầu xanh biếc như là một cái cây đâm cắm ở trong lòng hắn. Mỗi khi nhìn thấy con mình, liền đêm không thể nào chợp mắt. Hắn với người nhà thái độ ngày càng ác liệt. Loại tâm tình này theo đứa trẻ lớn lên, tháng ngày tích lũy. Chu Sở Quốc không có dũng khí mang con mình đi xét nghiệm xem có phải là con trai ruột hay không, mà là nhẫn tâm lựa chọn một phương thức giải quyết cực đoan khác. Một ngày kia, hắn mang theo đứa trẻ ra đến cửa, đến tiệm tạp hóa đầu thôn mua cho nó một cái đùi gà, sau đó hai người một đường đi tới bên dòng suối nhỏ, bi kịch liền như vậy mà phát sinh. Đứa trẻ là con ai, hiển nhiên là phải xét nghiệm qua thì mới có thể có định luận, khuôn mặt cùng với đặc thù cũng không nhất định chuẩn xác. Pháp y Bành nói chuyện, xe vận chuyển thi thể đến, bọn họ đem thi thể của đứa trẻ bỏ vào trong túi bọc thi thể, vận chuyển đến nhà tang lễ, làm thêm kiểm tra cặn kẽ. Chờ đợi kết quả DNA mới có kết luận cuối cùng. Chờ bên này tất cả đã thỏa đáng, Pháp y Bành cùng với lão Lý lên xe, đồng thời chạy tới nhà tang lễ. Cảnh sát Tống liền quay đầu nhìn về phía Diêu Đại Hải. Thôn này ở bên trong còn có chuyện gì mà anh chưa nói cho chúng tôi biết, nam nhân có quan hệ cùng với Dương Lê sẽ là ai? Diêu Đại Hải nói, anh vừa nãy phân tích như vậy, tôi ngược lại thật ra là có nghĩ tới, liên quan tới một nhà này, thật ra còn có một chút chuyện cũ năm xưa. Trước khi Dương Lê gả cho nhà họ Chu, từng ở trong thôn này có một đối tượng gọi là Tiết Cảnh Minh. Nói đến, người này cùng với Chu gia có chút quan hệ họ hàng, mẹ của Tiết Cảnh Minh và mẹ của Chu Sở Quốc là chị em họ. Mấy năm trước, Tiết Cảnh Minh cùng với Dương Lê là hai bên tình nguyện, là một đôi trong thôn người người ước ao. Nhưng cha của Tiết Cảnh Minh chết sớm, ở trong nhà cũng nghèo, không có tiền sính lễ. Vì vụ hôn nhân này, Tiết Cảnh Minh cùng với mẹ mình đi tìm các thân thích để vay tiền, thậm chí là đi qua Chu gia. Nhưng mà bà Tiết dù sao thì cũng chỉ là một tang phu quả phụ. Quan hệ thân thích đã sớm đều đứt đoạn mất. Đến cuối cùng, tổng cộng cũng không mượn được bao nhiêu, bọn họ bởi vì sính lễ quá ít bị Dương gia đuổi ra ngoài, việc kết hôn cũng không thành. Sau đó, bọn họ không nghĩ tới Dương Lê lại gả cho Chu Sở Quốc. Bị thân thích của chính mình hớt tay trên, bà Tiết trong cơn tức giận sinh bệnh nặng, không mấy năm liền qua đời. Lại nói Chu gia ở bên này, Dương Lê sau khi gả cho Chu Sở Quốc, sau đó rất nhanh liền sinh con trai. Khi đó thì Chu lão gia vẫn còn sống, làm tiệc trăm ngày cho đứa trẻ rất lớn. Nhưng là sau đó thì mọi người phát hiện Chu Sở Quốc là mắt một mí, đứa trẻ lại là mắt hai mí. Chu Sở Quốc mặt dài, đứa trẻ lại mặt tròn, lớn lên không giống. Cảnh sát Tống nói, nghe như thế, Tiết Cảnh Minh có hiểm nghi rất lớn, việc trọng yếu ở đây tại sao anh không nói sớm? Diêu Đại Hải bị hằn mắng đến cái cổ co rụt lại. Hai nhà này sớm đã không lui tới, muốn nói là có ân oán cũng đều là trước đây. Coi như là Tiết Cảnh Minh tức giận bất bình thì cũng sẽ không qua mấy năm mới báo thù chứ. Cảnh sát Tống nhìn về phía Diêu Đại Hải và Tiểu Mạnh, các người sững sờ làm gì? Nếu đều nói đến Tiết Cảnh Minh kia, người này có hiểm nghi rất lớn, mau chóng xác nhận xem hắn có hay không còn ở trong thôn. Còn có, tìm mấy người trẻ tuổi ở trong thôn đến lấp cái hố này đi, đào hố không lấp là không đạo đức. Cái kia... Tiết Cảnh Minh là ai? Bên cạnh Tiểu Mạnh nói chen vào, hỏi Diêu Đại Hải. Tôi ở trong thôn nhiều năm như vậy, không nghe nói có người này. Diêu Đại Hải nói, chính là chín ngón, cái người mất một đầu ngón tay cái kia đó. Ở trong thôn có tiếng là lão lưu manh. Thôn này, ở bên trong mọi người thường nói chuyện, dùng biệt hiệu nhiều hơn dùng tên thật. Tiết Cảnh Minh cùng với cảnh sát này chênh lệch tuổi lớn,
cậu ta không biết tên cũng là chuyện bình thường. Tiểu Mạnh a lên một tiếng rồi mới nói: người kia không phải là có tiếng là đại hiếu tử sao? Thời điểm mẹ hắn bị bệnh nặng, hắn vẫn luôn không rời không bỏ. Hơn nữa, hắn rất yêu thích trẻ con, thường thường đi gần trường học chia kẹo cho bọn nhỏ. Tôi có một lần liền thấy hắn và con trai của Chu Sở Quốc đang nói chuyện. Cảnh sát Tống nghe lời này khẽ nhíu mày, e rằng đúng là do loại hành vi này của hắn, thêm vào lời đồn đãi ở trong thôn, mới để cho Chu Sở Quốc hạ xuống quyết tâm giết chết con trai của chính mình. Cảnh sát Quách nói chen vào hỏi một câu: các anh nói Tiết Cảnh Minh này là làm công việc gì? Diêu Đại Hải nói hắn đã từng giúp người trang trí làm chút nghề mộc mà sống. Sau đó thì có một lần lúc làm việc bị cưa điện cưa đứt một ngón tay, cũng không có cách nào công tác, lúc này mới tìm sản vật ở núi rừng mà sống. Cảnh sát Tống phân tích, nếu như là hắn làm qua nghề mộc, nói không chừng chắc cũng học qua một chút về điện, như vậy thì xem nghề nghiệp liền đúng rồi. Nếu như Tiết Cảnh Minh cho đứa bé kia là con của hắn lại ngẫu nhiên biết được việc Chu Sở Quốc cố ý giết đứa bé, rất có thể sẽ làm ra việc diệt môn cực đoan như thế này. Sợ rằng đây chính là động cơ giết người của vụ án diệt môn này. Cho tới bây giờ, chứng cứ đã tìm được hơn một nửa, mọi suy đoán cũng hợp logic. Bên trong hai vụ án này, án chết chìm trước, án điện giật ở phía sau, nhìn như không có quan hệ, có thể kỳ thực án chết chìm mới chính là nguyên nhân dẫn đến cả sự kiện này. Diêu Đại Hải vò đầu hỏi: tôi hiểu được logic của các anh, nhưng Tiết Cảnh Minh tại sao liền ngay cả Dương Lê đều giết chết? Kia dù sao thì cũng là nữ nhân của hắn yêu trước đây. Cảnh sát Tống suy nghĩ một chút, lâu như vậy rồi, tình cảm của Tiết Cảnh Minh ban đầu đối với Dương Lê mong mà không được, sợ là đã sớm hóa thành hận. Hơn nữa, sau khi đứa trẻ tử vong, hắn cảm thấy được Dương Lê cũng có một phần trách nhiệm. Còn đối với bà Chu, đại khái là cùng năm đó, hắn đã từng đi qua Chu gia vay tiền, cuối cùng vẫn không cưới được Dương Lê. Nhưng mà hai người kia không phải là người mà hắn chủ yếu muốn giết, hắn chủ yếu là vì muốn trả thù Chu Sở Quốc. Giả thiết như bà Chu cùng với Dương Lê ý thức phòng bị mạnh, nếu như sau khi Chu Sở Quốc bị điện giật không có vội vã tiến lên, như vậy hai người kia có thể tránh được một kiếp. Sau khi phân tích kỹ càng, mọi người quyết định đi tìm Tiết Cảnh Minh. Nhà Tiết Cảnh Minh ở phía nam của làng, có chút lâu đời, cửa cũng có chút cũ, mặt trên nước sơn loang lổ. Mấy người đứng ở ngoài cửa, cảnh sát Quách đem điện thoại di động điều chỉnh thành đèn pin, đầu tiên hướng trên mặt đất soi soi, sau đó mở miệng nói, dấu chân giống nhau. Sau khi nói xong, anh nhìn một chút cái tàn thuốc ở cửa, nhãn hiệu thuốc lá cũng giống. 8 phần 10 chính là người này. Cảnh sát Tống nói xong thì từ phía sau rút ra súng, một cước đạp ra cánh cửa bị khóa. Oanh một tiếng, âm thanh vang lên sau. Cửa theo đó mà mở ra, cảnh sát Tống nhìn một chút bên trong không có động tĩnh, lúc này mới tiến vào. Đối với Diêu Đại Hải nói, chú ý bảo vệ hiện trường, kêu nhân viên kỹ thuật đến, chiết xuất vật chứng, phong tỏa nơi này. Cảnh sát Tống vào cửa, cảnh sát Quách đứng ở phía sau anh, dùng di động chiếu sáng, màu trắng của tia sáng rạch ra một mảnh hắc ám. Ở trong phòng, đồ vật cũng từ từ rõ ràng lên. Đây là nhà của một nam nhân độc thân, tổng cộng có 2 gian, là thông nhau, ở trong phòng thu thập coi như sạch sẽ. Ở gian trong đặt 2 cái giường, hiển nhiên là thu thập qua, không tính ngổn ngang. Vị trí gần bên trong đặt một chiếc tivi cũ kỹ. Ở trên tường, chỉnh tề dán một ít bằng khen đã sớm không còn nhìn rõ chữ viết. Tống Văn nhìn thấy chỗ dựa vào cửa sổ có treo một đồ vật màu xanh sẫm. Đi vào vừa nhìn, đó là một bộ quần áo mưa dài. Cảnh sát Tống nhớ lại lời trước đó của thôn dân, hung thủ có khả năng chính là người này. Thế nhưng Tiết Cảnh Minh lúc này lại biến mất. Cảnh sát bắt đầu phát lệnh truy nã Tiết Cảnh Minh. Sau khi đi điều tra, Tiểu Mạnh quay lại thông báo: trưa nay có một người dân ở trong thôn vào phía nam núi lấy chút sản vật. Lúc xuống núi thì nhìn thấy được 9 ngón. Tiết Cảnh Minh hình như không thấy ông ta, cũng không chào hỏi với ông ta câu nào. Ông ta cho là Tiết Cảnh Minh cũng phải cần vào núi lấy sản vật, liền không nghĩ nhiều. Diêu Đại Hải than thở: ai, tôi nhớ lúc cảnh sát Tống tới nói phải chú ý sắp xếp kiểm tra ra vào. Tiết Cảnh Minh này có phải là thấy ở bên ngoài điều tra nghiêm ngặt, liền đi đường núi. Tên tiểu tử này đến bây giờ còn có thói quen này. Khi còn bé, tôi nhớ là lúc hắn bị mẹ mình đánh thì liền hướng vào trong núi chạy. Khi đó thường hơn nửa đêm gọi người ở trong thôn vào núi tìm hắn. Hiện tại giết người vẫn là hướng vào trong núi chạy. Nghe Diêu Đại Hải nói, cảnh sát Quách cố gắng đem chính mình đưa vào tâm lý của Tiết Cảnh Minh. Suy tư một hồi, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng đáp:
tôi cảm thấy được người này chỉ là trốn ở trong núi. Đây là một tên tội phạm biến thái, tự ti mà lại tự phụ. Hắn lúc thường không quen cùng với người khác giao tiếp, ở trong núi mới là nơi hắn quen biết, tránh né. Nơi đó sẽ mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Hắn cũng tự tin lực lượng cảnh sát nhất thời sẽ không tìm được hắn. Cảnh sát Tống lật qua lật lại bản đồ, gật đầu nói, cậu nói có đạo lý. Bên này, mấy ngọn núi kia, sau khi đi ra ngoài, đều là đi chung quanh thị trấn. Một khi ra khỏi núi, hắn sẽ dễ dàng bị bắt được hơn. Ngược lại là ở trong núi, chúng ta càng khó bắt được hắn. Mục đích của hắn có thể là trốn, mà không phải trốn. Mọi người quyết định lên núi truy bắt Tiết Cảnh Minh. Diêu Đại Hải rất nhanh gọi đến thôn dân, còn có lão thợ săn quen biết đường. Cảnh sát Tống cũng gọi đội trị an của thôn trang xung quanh. Mọi người vội vã hợp tác thành một đội ngũ chừng 20 người lùng bắt. Lúc này, cảnh sát Tống căn cứ vào bản vẽ, đem chia mọi người ra làm 3 đội. Đội thứ nhất là do cảnh sát Tiểu Mạnh dẫn đường, mang cây đuốc, cần phải khiến cho Tiết Cảnh Minh phát hiện ra bọn họ. Đội thứ hai là do Diêu Đại Hải dẫn đầu, trước đó mai phục ở chỗ tối, đem đường xuống núi ngăn chặn. Đội thứ ba, cảnh sát Tống tự mình mang đội, chờ phát hiện ra Tiết Cảnh Minh thì bắt lấy. Ba đội ngũ tác dụng bất đồng nhưng có thể hỗ trợ lẫn nhau, trợ giúp bất cứ lúc nào. Buổi tối 8 giờ rưỡi, cả nhánh đội ngũ xuất phát. Trước tiên là lái xe đến bên dưới ngọn núi, lại leo lên trên. Một cảnh sát ở trên đường nhìn một chút, trở về báo cáo đội trưởng Tống. Ở bên này có vết tích lên núi, còn có dấu chân mới mẻ, chắc Tiết Cảnh Minh để lại. Sau 3 giờ đồng hồ, cuối cùng thì cảnh sát cũng đã truy bắt được Tiết Cảnh Minh, hắn ta cúi đầu nhận tội. Khi còn bé, hắn gây lỗi lầm, liền hướng vào trong núi chạy. Khi đó mẹ hắn không tìm được hắn, chỉ có thể xin nhờ người ở trong thôn vượt núi băng đèo mà tìm hắn. Sau đó, mọi người cũng đã quen rồi, hắn cũng lớn tuổi, mẹ hắn cũng không để ý tới hắn nữa. Mỗi lần cùng với mẹ cãi nhau, hắn liền bắt đầu chạy vào trong núi trốn tránh, đợi mẹ hắn nguôi giận mới chạy xuống núi. Lúc tuổi còn trẻ, mẹ hắn rất xinh đẹp, sau đó bị bệnh, trở nên càng ngày càng xấu. Ở trong trí nhớ, tướng mạo của bà đều là có chút mơ hồ không rõ. Nhưng là hắn còn nhớ âm thanh của mẹ, âm thanh sắc nhọn mang theo ngữ điệu độc ác. Câu mẹ hắn thường nói nhất chính là sao mày lại vô dụng vậy, mà hắn chỉ có thể nhịn mà đem cái đĩa của mẹ mình đập nát, quét dọn. Cả ngày lao động còn phải chăm sóc bệnh nhân, hắn ban ngày luôn luôn bận, buổi tối cũng không ngủ ngon. Bà ta mắng hắn không bằng nói là đang mắng vận mệnh bất công. Tao là phí công sinh ra mày, Tiết gia con một mấy đời, đến mày nơi này, đến vợ cũng không có bản lĩnh lấy. Tiết gia bởi vì mày mà bị đoạn tử tuyệt tôn. Người phụ nữ kia bệnh đến giai đoạn cuối, dựa vào nằm ở bên giường, trong miệng vẫn không buông tha mà mắng hắn. Cha mày chết rồi, tao chỉ có thể theo nhờ vào mày. Mày tại sao không giống như là con của người khác có thể kiếm tiền như vậy chứ? Tiết Cảnh Minh lại ở một bên cười lạnh. Những chuyện này có thể oán hắn sao? Hắn lúc đó chẳng phải cũng là người bị hại. Tiền, tất cả tiền của hắn đều cầm đi cho bà ta chữa bệnh. Một lần làm nghề mộc để kiếm sống, Tiết Cảnh Minh bởi vì buổi tối không được ngủ ngon giấc, cắt đứt ngón tay của chính mình. Lúc đi bệnh viện băng bó, bác sĩ tiếc rẻ nói, ngón tay của anh sao không để lại, có thể còn nối liền lại. Tiết Cảnh Minh ở trong lòng nghĩ, nối liền lại, hắn nào có nhiều tiền đến như vậy. Hắn về đến nhà, người phụ nữ kia chẳng hề thương cảm hắn, không có an ủi, liền mắng một trận. Khi đó Tiết Cảnh Minh thậm chí muốn mua bình độc dược cùng với nữ nhân này cùng chết. Có lúc Tiết Cảnh Minh xa xa nhìn Dương Lê, người phụ nữ kia đã từng thiếu chút nữa trở thành vợ hắn. Nếu như hắn cưới được cô thì có lẽ mọi chuyện sẽ không xấu đến mức này. Ngoại trừ phần tiền sính lễ, Chu Sở Quốc nơi nào so được với hắn. Không có thông minh như hắn, không có đẹp trai như hắn làm người bảo thủ, bụng dạ hẹp hòi. Lên tiểu học còn có thể té ra quần. Nhìn thấy nữ hải tử nói chuyện sẽ run lập cập, lắp ba lắp bắp. Người như vậy, quá khứ thì sách giày cho hắn cũng không xứng. Chu Sở Quốc chẳng qua là ở trong nhà so với hắn có nhiều hơn 10 vạn. Làm sao liền cưới nữ nhân hắn yêu thích được chứ? Mẹ hắn rốt cuộc cũng qua đời, nhưng thanh âm của bà ta tựa hồ vẫn luôn quanh quẩn ở bên cạnh người Tiết Cảnh Minh, vứt đi không được. Có một ngày, Tiết Cảnh Minh ngẫu nhiên đụng phải Chu Thông. Thằng bé kia mặt tròn tròn, béo trắng, quả thực là lớn lên giống như đúc hắn khi còn bé. Khi đó Tiết Cảnh Minh nghĩ tới một ít tin đồn trước từng nghe đến, giật mình, đây không phải là con của hắn chứ. Hắn đột nhiên cảm giác được Dương Lê lúc trước khăng khăng muốn rời khỏi hắn,
có thể là bởi vì có thai. Bằng không, nàng làm sao mà gả tới Chu gia nhanh như vậy liền mang thai đây. Từ lúc bắt đầu ngày đó, Tiết Cảnh Minh cảm thấy chính mình sinh hoạt không giống như ngày trước nữa. Hắn vì cái giả thuyết này mà mê muội, tự hồ sống cũng có ý nghĩa. Hắn như là một người điên, ôm chấp niệm, kín đáo đưa cho chú Thông kẹo, sau đó thì lại lén lút vào thôn nhìn nó cùng với bọn nhỏ chơi đùa. Hắn cũng không để ý sự tình chân tướng, như là cái bóng núp ở phía xa, tự hồ chỉ là nhìn đứa bé, tâm lý liền sung sướng. Sau đó, việc này bị Dương Lê phát hiện, cô ta đi tìm hắn một lần, nói hắn không được đi theo Chu Thông nữa, nói rằng thằng bé cùng với anh một chút quan hệ cũng không có, chúng ta nếu đã sớm không liên quan thì anh cũng không cần dây dưa không rõ. Tiết Cảnh Minh từ chối nói, tôi cũng không có quấy rầy đến các người, tôi chỉ là yêu thích trẻ con. Nói nữa, tôi thích làm cái gì là chuyện của tôi. Sau đó Tiết Cảnh Minh phát hiện trên mặt Chu Thông có một lần mang theo vết thương. Hắn tức giận đến mức răng cắn ken két vang lên. Là ai đả thương con? Chu Thông cúi xuống đầu nhỏ nói. Cha con. Sau đó nó ngẩng đầu lên có chút kinh hoàng mà nhìn Tiết Cảnh Minh. Mẹ con không cho con nói chuyện cùng chú. Con đừng tin bọn họ, chú chỉ là coi con như bằng hữu. Tiết Cảnh Minh nói, đem con giấy chụp được nhét vào trong tay của chú Thông. Hắn cũng không nói được tâm lý của mình bây giờ là cái gì. Đứa bé này tựa hồ chính là hắn khi còn bé, là hy vọng của hắn, là tình cảm ký thác của hắn. Hắn nguyện ý đem hết thảy tốt nhất của mình cho nó. Dù cho nó thật không phải là con của hắn, chỉ là con của người hắn trước từng yêu, cùng hắn không có một chút huyết thống hay không có một chút quan hệ nào. Hắn mua sữa bò cho Chu Thông uống, Chu Thông không thích ăn ngọt. Đối với sữa bò không thích, Tiết Cảnh Minh còn buộc nó uống vào. Con phải uống nhiều sữa tươi, sau này mới có thể lớn lên đến cao cao tráng tráng. Chu Thông có chút sợ sệt, nhưng trực giác cảm thấy được người này có phải là đối với mình quá tốt rồi không. Giống như là một tiểu chuột đồng mà cúi thấp đầu, bé ngoan mà đem sữa bò uống. Dần dần, Chu Thông càng lúc càng lớn. Ở trong thôn càng có nhiều lời nói bóng gió. Cái gì mà Chu Thông cùng với Chu Sở Quốc lớn lên không giống nhau, cái gì mà Tiết Cảnh Minh cùng với đứa trẻ có quan hệ rất tốt các thứ. Những lời nói này có thực có giả, từ từ truyền bá lên men. Có một ngày, Tiết Cảnh Minh từ trên núi xuống dưới, xa xa nhìn thấy Chu Thông cùng với Chu Sở Quốc đứng ở bên dòng suối nhỏ. Sau đó, Chu Sở Quốc dùng mộc côn từ phía sau đánh Chu Thông một cái, ôm đứa bé để vào suối nước. Tiết Cảnh Minh đại khái đoán được xảy ra chuyện gì, hắn muốn gọi người, nhưng là đã không còn kịp rồi. Hắn đuổi theo đi ra ngoài thật xa, chạy đến thở không ra hơi, chạy đến cảm giác mình sắp chết rồi. Đứa bé thân thể trôi ở bên trong nước, đôi mắt nửa mở, mềm nhũn theo dòng nước mà đi. Sau đó đứa bé kia lật người, miệng mũi chìm vào trong nước. Vì vậy, ánh sáng cuối cùng trong sinh mệnh của Tiết Cảnh Minh cũng biến mất theo. Tiết Cảnh Minh không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện ngày đó mà hắn nhìn thấy. Buổi tối, hắn về tới trong nhà mình, nhìn ánh đèn trên trần, hạ xuống một cái quyết định. Hắn muốn thiết kế một kế hoạch mưu sát, khiến cho người của Chu gia toàn bộ đều đi chết. Đêm ngày 22 tháng 7, nhân lúc trời mưa, hắn ta bèn thực hiện kế hoạch. Hắn nối sợi dây có điện vào cổng sắt của nhà họ Chu, chờ khi Chu Sở Quốc ra mở cửa sẽ bị điện giật chết. Hắn biết sân nhà họ Chu có nước đọng, nếu như may mắn Dương Lê cùng với mẹ của Chu Sở Quốc bước ra sân, thì đồng thời cũng sẽ bị điện từ người của Chu Sở Quốc giật mà chết. Hắn ta chờ tới trời sáng, lên đỉnh núi gần nhà họ Chu để quan sát. Cuối cùng, Chu Sở Quốc cũng ra mở cửa, hắn bình thản nhìn ba người nhà họ Chu cùng lúc chết đi. Cùng lúc này, giám định dấu chân và ADN, cảnh sát tìm được cũng trùng khớp với Tiết Cảnh Minh. Chuỗi chứng cứ đã hoàn chỉnh. Ngoài ra, cảnh sát còn xét nghiệm ra được Chu Thông chính là con ruột của Chu Sở Quốc. Vụ án kết thúc, Tiết Cảnh Minh bị xử tử hình. Qua vụ án này, chúng ta cảm thấy hung thủ rất đáng hận đúng không? Thế nhưng theo tôi thì Chu Sở Quốc còn đáng hận hơn. Hắn ta chỉ vì những lời đồn đãi mà đã nhẫn tâm giết chết chính con ruột của mình. Trong một thôn, hai vụ án, bốn nạn nhân, hai kẻ phát điên mà giết người. Chỉ đáng thương cho cái chết oan uổng của người phụ nữ cùng đứa nhỏ. Sinh mệnh là một thứ rất đáng giá, không nên bị người khác dẫm đạp lên như thế. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.